Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật quyển 66 phẩm vào pháp giới thứ 39 phần 7. 15 trưởng giả pháp bảo kế phó thác thứ 5 hạnh vô si loạn. Bấy giờ thiện tài đồng tử ở chỗ cư sĩ Minh Trí nghe một giải thoát đó rồi bơi trong biển phước đức đó, chăm lo ruộng phước đức đó, chiêm ngưỡng núi phước đức đó, hướng về bến phước đức đó, khai mở tạng phước đức đó, quan sát pháp phước đức đó, thanh tịnh vọng phước đức đó, nếm đống phước đức đó, sinh trưởng sức phước đức đó, tăng thêm thế lực phước đức đó, từ từ mà đi về hướng nam đến thành Sư Tử, đi khắp nơi tìm kiếm trường giả pháp bảo kế. Lúc đó thiện tài đồng tử ở chỗ cư sĩ Minh Trí nghe môn giải thoát tùy ý sinh ra tạng phước đức đó rồi liền bơi trong biển phước đức đó, trầm lò ruộng phước đức đó, chiêm ngưỡng núi phước đức đó, hướng về bến phước đức đó, khai mở tạng phước đức đó, quan sát pháp phước đức đó, thanh tịnh vọng phước đức đó, nếm đống phước đức đó, sinh trưởng sức phước đức đó, tăng thêm thế lực phước đức đó, sau đó từ từ mà đi về hướng nam đến thành Sư Tử, đi khắp nơi tìm kiếm trường giả pháp bảo kế. Hạnh thứ năm này là hạnh vô si loạn, đây là dùng huệ tư chất định tĩnh vô di chiếu động chẳng lìa tịch, gọi là vô si loạn. Sư Tử cung là biểu thị thiền định không loạn, như thâm cung đó, xứ tức là nói về quyết định làm dụng vô ý, pháp bảo kế là chỉ nhiếp các loạn, vì tâm là định. Định hàm minh trí, thêm chữ bảo dùng dụ hiển pháp, gọi là pháp bảo kế. Thiện tài thấy trường giả đó đang ở trong chợ, liền vội đi đến đảnh lễ trường giả, đi nhiễu quanh vô lượng vòng, rồi đứng chắp tay mà bạch rằng: Đức Thánh, con trước đã phát tâm an hậu đa la tam hiệu tam bồ đề, mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo. Lành thay Đức Thánh, xin hãy vì con mà nói các Bồ Tát đạo, con ngồi đạo này hướng về nhất thiết trí. Thiện tài đồng tử thấy vị trường giả đó đang ngồi ở trong chợ, đây là biểu thị nơi ồn ào mà chẳng quên bổn hoài trong loạn thường định. Do đó liền vội đi đến chỗ đạo tràng của trường giả, đảnh lễ vị trường giả, đi nhiễu quanh vô lượng vòng, rồi đứng chắp tay mà bạch với vị trường giả rằng: Đức Thánh, còn trước đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo. Lành thay Đức Thánh, xin hãy vì con mà diễn nói hết các Bồ Tát đạo, khiến cho con ngồi đạo này hướng về môn nhất thiết trí, đắc được đại trí huệ. Bấy giờ vị trường giả nắm tay thiện tài dẫn đến chỗ ở, chỉ nhà của ông ta ở, nói như vậy: Thiện nam tử, hãy xem nhà của ta. Lúc đó vị trường giả nắm tay thiện tài đồng tử dẫn đến chỗ ông ta ở, chỉ nhà của ông ta ở, nói như vậy: Thiện nam tử, ngươi hãy quan sát nhà của ta. Bấy giờ thiện tài thấy nhà của ông ta thanh tịnh quang minh, làm bằng vàng thật, tường làm bằng bạc trắng, điện bằng pha lê, lầu cát làm bằng lưu ly báu xanh biếc, trụ làm bằng sa cừ báu đẹp, trăm ngàn thứ báu trang nghiêm chung quanh, tòa Sư Tử làm bằng châu mani đỏ, trướng làm bằng mani, lưới bằng chân châu che phủ phía trên, ao báu bằng mã não, nước thơm tràn đầy, vô lượng cây báu thẳng hàng chung quanh, nhà đó rộng lớn 10 tầng 8 cửa. Lúc đó thiện tài đồng tử thấy nhà của vị trường già rất là thanh tịnh, chẳng có chút dơ bẩn nào, rất là quang minh, phá trừ tất cả đen tối. Nhà làm bằng vàng thật, tường làm bằng bạc trắng, bảo điện bằng pha lê, lầu cát làm bằng lưu ly báu xanh biếc, trụ làm bằng sa cừ báu đẹp, có trăm ngàn thứ báu trang nghiêm chung quanh bảo điện đó, tòa Sư Tử báu làm bằng châu mani đỏ, trướng làm bằng mani, lưới làm bằng chân châu che phủ phía trên, ao báu làm bằng mã não, nước thơm tràn đầy trong đó, có vô lượng cây báu thẳng hàng chung quanh, nhà đó rất là rộng lớn, cao 10 tầng, mở 8 cửa. 10 tầng biểu thị thập địa hoặc thập độ, 8 cửa, 1 biểu thị 8 chánh đạo, 2 sở y đạo, tương dùng 8 thức làm cửa trong nhãn căn nhập chánh định, nếu căn nhập được thì cảnh liền biết. 3. Giáo lý đều 4. Tìm giáo được hiểu, tức giáo 4 môn, nơi lý được hiểu, tức lý 4 môn. Thiện tài vào rồi quan sát thứ tự, thấy lầu dưới cùng bố thí thức ăn uống, thấy lầu thứ 2 bố thí các y báu, thấy lầu thứ 3 bố thí đồ trang nghiêm tất cả báu, thấy lầu thứ 4 bố thí thể nữ và tất cả châu báu tốt đẹp, thấy lầu thứ 5 cho đến ngũ địa Bồ Tát phân tập sẽ nói các pháp lợi ích thế gian, thành tựu tất cả môn đà la ni, các ấn tam muội, các hạnh tam muội, trí huệ quang minh. Thấy lầu thứ 6 có các Bồ Tát đều đã thành tựu trí huệ thâm sâu, trụ nơi các pháp thấu rõ thông đạt.
thành tựu tổng trì rộng lớn, môn tam muội không chướng ngại, sở hành vô ngại, chẳng trụ hai pháp, cùng tập hội ở trong đạo tràng bất khả thuyết diệu trang nghiêm, phân biệt hiển bày môn bát nhã ba la mật. Thiện tài đồng tử vào nhà của trưởng giả bảo kế rồi, bèn quan sát thứ tự từng lầu một. Ngài thấy lầu dưới cùng bố thí thức ăn uống, lầu thứ nhất biểu thị bố thí thức ăn, hiện bày sơ địa hành bố thí ba la mật. Lại thấy lầu thứ hai bố thí tất cả các y báu, đây là biểu thị địa thứ hai trì giới, dùng sự hổ thẹn làm y phục. Lại thấy lầu thứ ba bố thí tất cả đồ trang nghiêm báu, đây là biểu thị địa thứ ba hạnh nhẫn nhục, dùng đồ trang nghiêm. Lại thấy lầu thứ tư bố thí tất cả thẻ nữ và tất cả châu báu tốt đẹp, đây là biểu thị địa thứ tư hạnh tinh tấn, dùng 37 phẩm trợ đạo làm quyến thuộc bên trong, tinh tấn đáng quý. Lại thấy lầu thứ năm thậm chí có ngũ địa Bồ Tát đến vân tập sẽ nói tất cả các pháp lợi ích hết thảy chúng sinh thế gian, khiến cho họ thành tựu tất cả môn đà la ni, các ấn tam muội, các hạnh tam muội và đắc được trí huệ quang minh. Đây là biểu thị địa thứ năm thành tựu thiền định, các Bồ Tát đều thành tựu cảnh giới tam muội khác nhau. Lại thấy lầu thứ sáu có các Bồ Tát đều đã thành tựu trí huệ thâm sâu, đối với thật tánh của các pháp đều thấu rõ thông đạt, thành tựu tổng trì rộng lớn, môn tam muội không chướng ngại, sở hành đều vô ngại, chẳng trụ hai pháp có không, cũng chẳng trụ hai pháp ta người. Các ngài cùng tập hội ở trong đạo tràng bất khả thuyết diệu trang nghiêm, phân biệt hiển bày pháp môn bát nhã ba la mật. Đó là môn bát nhã ba la mật tịch tĩnh tạng, môn bát nhã ba la mật trí khéo phân biệt các chúng sinh, môn bát nhã ba la mật không thể động chuyển, môn bát nhã ba la mật lìa dục quang minh, môn bát nhã ba la mật không thể hàng phục tạng, môn bát nhã ba la mật chiếu chúng sinh luân, môn bát nhã ba la mật hải tạng, môn bát nhã ba la mật phổ nhãn xả được, môn bát nhã ba la mật vào vô tận tạng, môn bát nhã ba la mật tất cả biển phương tiện, môn bát nhã ba la mật vào tất cả biển thế gian, môn bát nhã ba la mật vô ngại biện tài, môn bát nhã ba la mật tùy thuận chúng sinh, môn bát nhã ba la mật vô ngại quang minh, môn bát nhã ba la mật thường quán duyên xưa mà rong bùa mây pháp, môn bát nhã ba la mật nói trang vạn a tăng kỳ môn như vậy. Đó là môn bát nhã ba la mật tịch tĩnh tạng, môn này chiếu thể tức tịch đều bao hàm hết, môn bát nhã ba la mật trí khéo phân biệt các chúng sinh tức chiếu mà tịch không cơ chẳng soi, môn bát nhã ba la mật không thể động chuyển tức chẳng bị duyên ngoài lay chuyển, môn bát nhã ba la mật lìa dục quang minh tức là nội chiếu vô cầu, môn bát nhã ba la mật không thể hàng phục tạng tức là chẳng bị hoặc cảnh thôi phục, môn bát nhã ba la mật chiếu chúng sinh luân tức là khắp thôi phục các hoặc, môn bát nhã ba la mật hải tạng tức là bao hàm thắng đức thâm sâu, môn bát nhã ba la mật phổ nhãn xả được tức là thấy khắp pháp giới vô ngại, môn bát nhã ba la mật vào vô tận tạng một tức vô tận, môn bát nhã ba la mật tất cả biển phương tiện tức là khéo hóa vô biên, môn bát nhã ba la mật vào tất cả biển thế gian tức là nội chứng thế gian, môn bát nhã ba la mật vô ngại biện tài tức là ngoại diễn thắng biện, môn bát nhã ba la mật tùy thuận chúng sinh tức là tùy theo vật dục, môn bát nhã ba la mật vô ngại quang minh tức là xử lý giao nhau, môn bát nhã ba la mật thường quán duyên xưa mà rong bùa mây pháp tức là quán duyên thọ pháp. Tầng thứ sáu các Bồ Tát sẽ nói trăm vạn a tăng kỷ môn bát nhã ba la mật như vậy. Thấy tầng thứ bảy có các Bồ Tát đắc được nhẫn như vang, dùng trí phương tiện phân biệt quán sát mà được xuất ly, đều nghe thọ trì được chánh pháp của chư Phật. Thiện tài đồng tử lại thấy tầng thứ bảy có các Bồ Tát đắc được nhẫn như tiếng vang, như hưởng nhẫn, vì địa thứ bảy có hạnh thủ thắng biết đủ thứ giáo pháp nên gọi đắc được nhẫn như tiếng vang. Các ngài quán tất cả pháp có tiếng vang như huyễn hóa mà chẳng chấp trước. Bồ Tát này hay dùng trí huệ phương tiện phân biệt quán sát mà được xuất ly, đều nghe thọ trì được chánh pháp của chư Phật. Thấy tầng thứ tám có vô lượng Bồ Tát cùng tụ tập ở trong đó, đều được thần thông không còn thối đọa, hay dùng một âm khóc mười phương cõi, thân của các ngài hiện khắp tất cả đạo tràng, đều khắp cùng tận pháp giới, vào khắp cảnh giới Phật, thấy khắp thân Phật làm thượng thủ ở trong tất cả chúng hội của chư Phật, diễn nói pháp. Thiện tài đồng tử lại thấy tầng thứ 8 có vô lượng Bồ Tát cùng tụ tập với nhau ở trong đó. Các ngài đều đắc được sức thần thông không còn thối truyền, không còn đoạn lạc. Các ngài hay dùng một âm mà khắp cùng mười phương cõi Phật, thân của các ngài hiện khắp tất cả đạo tràng, đều khắp cùng tận pháp giới, chẳng có một nơi nào mà chẳng đến. Các ngài chứng nhập khắp cảnh giới của Phật,
Thấy khắp thân Phật làm thượng thủ diễn nói Pháp ở trong tất cả chúng hội của chư Phật để giáo hóa chúng sinh. Trong tầng thứ 8 này hàm có hai bậc, một thần thông vô công dụng của bát địa, hai bậc Pháp sư cửu địa một âm diễn nói. Thấy tầng thứ 9 các chúng Bồ Tát của một đời nữa sẽ chứng quả vị Phật tập hội ở trong đó. Thấy tầng thứ 10 tất cả Như Lai đầy rẫy ở trong đó. Từ lúc ban đầu phát tâm tu Bồ Tát hạnh vượt qua sinh tử, thành tựu viên mãn đại nguyện và sức thần thông, tịnh cõi nước Phật, đạo tràng chúng hội, chuyển bánh xe chánh pháp, điều phục chúng sinh, tất cả như vậy đều khiến thấy rõ. Thiện tài đồng tử lại thấy tầng thứ 9 các chúng Bồ Tát của một đời nữa sẽ chứng quả vị Phật tập hội ở trong đó. Tầng thứ 9 này cũng bao hàm hai bậc, một thập địa, hai đẳng giác. Lại thấy tầng thứ 10 có tất cả Như Lai ba đời đầy rẫy ở trong đó, các ngài từ lúc ban đầu phát tâm tu Bồ Tát hạnh vượt qua sinh tử luân hồi mà thành tựu viên mãn đại nguyện và sức thần thông, thanh tịnh tất cả cõi nước chư Phật và đạo tràng chúng hội, chuyển bánh xe chánh pháp, điều phục chúng sinh, tất cả cảnh giới như vậy đều khiến thiện tài đồng tử thấy rõ hết. Tuần rồi có người nói, những gì thiện tài đồng tử thấy đều là đại Bồ Tát, không sai, các vị đó đều là pháp thân đại sĩ. Mỗi vị thiện tri thức trong đạo tràng đều có cảnh giới của họ, thị hiện những cảnh giới đó tức là trả lời những câu hỏi mà thiện tài đồng tử muốn biết, tức cũng giống như chúng ta nhìn trong truyền hình. Cảnh giới Bồ Tát thị hiện cũng tựa như truyền hình, khiến cho thiện tài đồng tử thấu rõ đạo lý tu hành của Bồ Tát. Ví như trong tầng lầu thứ 10, có tất cả cảnh giới của Như Lai, từ lúc ban đầu phát tâm tu Bồ Tát hạnh vượt qua sinh tử, viên mãn đại nguyện, cho đến các ngài hàng ma giáo hóa chúng sinh, tất cả những cảnh đó giống như một bộ phim, khiến cho thiện tài đồng tử biết được. Tầng thứ 10 tức là Như Lai địa, tất cả quả vị Bồ Tát đều viên mãn, bậc này tổng nhiếp hết các bậc. Bấy giờ thiện tài thấy những việc đó rồi bạch với Đức Thánh rằng, do duyên gì mà được chúng hội thanh tịnh này, do trồng căn lành gì mà được quả báo như vậy. Lúc đó thiện tài đồng tử nhìn thấy những cảnh giới đó rồi bèn bạch với trưởng giả Bảo Kế rằng, Đức Thánh do duyên gì mà Ngài đắc được chúng hội thanh tịnh này? Thuở xưa Ngài đã từng trồng căn lành gì mà được quả báo như vậy? Trường già bảo rằng, thiện nam tử, ta nhớ quá khứ kiếp số nhiều như hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Viên Mãn Trang Nghiêm, Đức Phật hiệu là Vô Biên Quang Minh Pháp Giới Phổ Trang Nghiêm Vương, Như Lai ứng chánh đẳng giác, mười hiệu viên mãn, Đức Phật đó đi vào thành, ta bèn tấu âm nhạc và đốt một nén hương để cúng dường. Nhờ công đức đó hồi hướng đến ba nơi rằng, vĩnh viễn lìa khỏi tất cả bần cùng khốn khổ, thường gặp chư Phật và thiện tri thức, luôn nghe chánh pháp nên được quả báo này. Trường giả Bảo Kế bảo thiện tài đồng tử rằng, thiện nam tử, ta nhớ quá khứ kiếp số nhiều như hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Viên Mãn Trang Nghiêm, Đức Phật hiệu là Vô Biên Quang Minh Pháp Giới Phổ Trang Nghiêm Vương, Như Lai ứng chánh đẳng giác,